Quý khách hàng đến kênh Đảo Web Home, hôm nay Khanh giới thiệu một dự án ở trong khu công nghiệp Cầu Tràm. Đây là một dự án đẹp nhất của tỉnh Long An trong năm 2021. Dự án gồm có 16,7 hectare và 807 nền. Giai đoạn 1 thì bán khoảng 300 nền. Hiện tại Khanh đứng đang ở lốc H. Đây là cái lô biệt thự H03 với diện tích là ngang 12 và dài 20. Thì ở đây là cái lô biệt thự để dành hướng ra một cái bờ sông. Mà đây là một cái bờ sông với phố đi bộ dài khoảng 1 km, và diện tích của mặt sông thì khoảng 30 đến 40 mét tùy đoạn. Quý khách hàng cũng thấy rồi đó, nước đồ trong rất đẹp và lý tưởng. Thì ngoài ra còn có những lô với diện tích ngang 5 dài 18 và ngang 5 dài 20. Thì quý khách hàng với những mức giá từ dao động từ 18 cho đến 20 triệu tùy lô và tùy lốc, quý khách hàng nhanh tay bốc kinh cũng như gọi Khanh qua số 0988344940 hoặc 0949698753 để hỗ trợ và tư vấn miễn phí. Cảm ơn quý khách hàng và hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.